ngay tại thị trấn Ubud này thì việc những cái tục lệ tâm linh như thế này là một điều khá là dễ thấy ở những cái tuyến đường phố. Đây, những cái trái dừa khô họ treo lủng lẳng như thế không biết là có ý nghĩa gì. Và đây thì có một cái này cũng khá là lạ nè cô bác quý anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là gần 5 giờ chiều và Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đảo đó có tên là đảo Bali thuộc đất nước Indonesia sau chuyến bay hành trình dài hơn 4 giờ đồng hồ từ Việt Nam sang Bali, Indonesia. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ về một cái khách sạn khá là độc đáo nơi mà Bùi Hồ lưu trú và có những cái thước phim thật hay cho cô bác quý anh chị cùng biết ha. Và cái khách sạn Bùi Hồ lưu trú thuộc thị trấn Ubud, một trong những cái thị trấn cổ ngay tại Bali, Indonesia. Nếu như nói về Indonesia thì chắc có lẽ là rất là nhiều cô bác quý anh chị đã biết về những thắng cảnh rất là đẹp và nổi tiếng ngay tại Bali, cũng như là những cái đền tâm linh, linh thiêng. Thì bây giờ Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ thêm một số ít hiểu biết của mình để cho cô bác quý anh chị được biết rõ hơn ha. Ở Bali, ở Indonesia thì đa số phần trăm, hơn 90% là người dân theo đạo Hồi. Và đạo Hồi được coi là một cái quốc đạo ngay tại Indonesia. Thì ở riêng đảo Bali này, hơn 90% là người dân sẽ theo đạo Hindu. Và đây là một cái tuyến đường ngay tại thị trấn Ubud thuộc đảo Bali, Indonesia. Ở trên cái tuyến đường này thì rất là đẹp và những con hoài cổ của nó mọi người. Và cô bác quý chị cũng có thể thấy là ở đây họ có những cái chữ nó rất là ngộ như thế này. Một thị trấn rất là đẹp luôn. Hơn 90% dân số trên đảo Bali này họ theo đạo Hindu, là thờ các tôn sùng các vị thần linh và họ thường cầu nguyện vào một buổi sáng cũng như là buổi chiều, thậm chí là có những người ta sẽ cầu nguyện nguyên ngày luôn. Và những người theo đạo Hindu á, thì họ sẽ không ăn thịt bò và thờ cúng con bò, tuy nhiên họ sẽ ăn thịt heo. Còn ngược lại á, thì ở một số đảo mà trước đây Bùi Hồ có đi, đó là đảo Batam của Indonesia, thì họ theo đạo Hồi, họ sẽ ăn thịt bò và sẽ không ăn thịt heo vì cho vào gần con heo là một cái con vật dơ giấy nên họ không ăn. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong cái khu khách sạn mà Bùi Hồ sẽ lưu trú vào tối đêm nay ha. Đây là một trong những cái khách sạn mà đặc trưng, gọi là cũng có nét gì đó nó cổ và như phong ngay tại này. Đây là những cái vật phẩm họ dùng để cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Trước khi bắt đầu một ngày mới thì họ sẽ cầu nguyện như thế này. Và đây là một cái hành lang, một cái lối đi vào. Ở đây thì nếu như mà nhìn sơ qua mình không đọc chữ thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị sẽ nghĩ rằng đây là một lối vào của một cái con đường nào đó, chứ không phải là lối vào của một cái khách sạn sang chảnh ngay tại thị trấn Ubud thuộc đảo Bali, Indonesia. Chúng ta vẫn còn thấy một vẻ gì đó diêu phong và cũ kỹ ngay tại cái lối đi vào này đúng không? Ở Indonesia thì có hơn 17.000 hòn đảo, tuy nhiên chỉ có khoảng hơn 8.000 hòn đảo được đặt tên và có người sinh sống. Còn rất là nhiều hòn đảo mà họ vẫn tách biệt với thế giới bên ngoài và chưa được khám phá hết. Ở những ngôi nhà ngay tại thị trấn Ubud, Indonesia này, họ có cả những cái tháp để họ có thể tự cầu nguyện ở nhà. Hoặc là như thế này nè, mọi người có thể thấy không? Đây là bên hông nhà của một ngôi nhà ngay tại thị trấn Ubud, họ dùng để cầu nguyện. Và ở trên cái những cái xung quanh cái tháp á, người mình thấy có những cái vật phẩm họ cúng cầu nguyện đó mọi người, cô bác quý anh chị. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vô đây để khám phá ở ngay tại đây cái khách sạn nó sẽ như thế nào ha. Đây là một cái thị trấn mà giữ được cái nét hoài cổ tâm linh. Và khi mà đến, những người mà Việt Nam thường đến Bali thì ở ngay tại Bali thôi. Tuy nhiên thì các anh em sẽ chọn một cái nơi mà nó cực kỳ, đối với Việt Nam thì hiếm có ai để mà review cho cô bác quý anh chị xem, để mà chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết được. Đây là một cái cổng vào của khách sạn. Họ chắc đá như thế này và sáng sớm họ sẽ cầu nguyện. Đó, những cái vật phẩm họ sẽ cầu nguyện như thế này nè. Và đây là những cái vật phẩm chắc có lẽ là người chủ khách sạn sáng nay họ đã cầu nguyện xong rồi.
để họ cầu nguyện, để mong được một sự bình an cho các vị thần linh. Và đây là cái nơi, cái bồn rửa mặt, cái vòi nước rửa mặt. Và đây là cái cổng của khách sạn mà tối nay các anh em sẽ lưu trú ngay tại nơi này. Chúng ta nhìn, nếu như mà nhìn sơ qua thì tưởng đâu đây là một cái cổng của một cái đền, cái miếu hay là một của những cái ngôi mộ cổ ngay tại Việt Nam á mọi người. Cô bác anh chị có thể thấy được điều đó không? Nó rất là hoài cổ và nó rất là cổ kính luôn. Một cái cổng như thế này nhìn có vẻ khá là nghiêm phong. Và những cái đây có lẽ đó là hoa sứ họ cầu nguyện xong họ sẽ để lên đây. Có cả những cái quả dừa nữa nè. Và ở đây thì mình thấy có vẻ như là một ít nếp họ để lên lá dừa. Đây, những cái trái dừa khô họ treo lủng lẳng như thế, không biết là có ý nghĩa gì. Và đây thì có một cái này cũng khá là lạ nè cô bác quý chị. Hai cái trái dừa để hai bên, ở giữa có một cái gì đó, nó cũng cho mình khi suy nghĩ khá là nhiều ha, về những cái cái họ trưng bày hai trái dừa với lại bên kia nữa kìa. Và con voi được coi là một vị thần trong đạo Hindu, và ở những người mà theo đạo Hindu thì họ thờ ba vị thần, đó là thằng Shiva, thằng Vishnu và thằng Gama đó. Và đây là hình người ta sẽ cầu nguyện ở đây. Và đây là hình một cái vị thần, thần voi đó, một vị thần voi. Đây là cũng một vị thần. Dạ, yeah, hello. Đây là cô chủ khách sạn. Cô bác anh chị cũng có thể thấy không? Một cái khách sạn mà cực kỳ, phải nói cực kỳ lạ, độc lạ như thế này. Đó là một cái cánh cửa đó cô bác anh chị. Và người dân ở đây thì họ thích mặc một cái trang phục gọi là trang phục Sài Gòn. Và trên đây thì họ thờ rất là nhiều các hình mặt nạ. Cái hình mặt nạ không biết của các vị thần, không biết là dùng để xua đuổi những cái tà ma hay là như thế nào đó. Nhìn rất là gồng gợn. Hello. Dạ. Yeah. Ở đây là cô này là người Hindu. Dạ. Yeah. Buddha. Hindu. Dạ, yeah, Hindu. Buddha. Buddha. Oh, similar. Similar. Dạ. Yeah. Cô cũng có vẻ khá là thân thiện luôn ha cô bác anh chị. Và bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng qua đây. Coi đây là những cái bức tượng. Đây, bức tượng thần voi. Và bây giờ ở đây thì người ta sẽ luôn làm những cái cổng rào như thế này để mà người ta dành một cái không gian nào đó linh thiêng ở trong đây để người ta có thể cầu nguyện vào mỗi buổi sáng hay là vào mỗi buổi chiều. Cô bác quý anh chị không? Hình như là một vị thần vô với lại một vị thần gì đó. Ở đây là có vật phẩm người ta sẽ cầu nguyện ở đây. Ở đây là những cái tháp rất là nghiêm phong. Và người ta phải chuẩn bị những cái vật phẩm mà để cầu nguyện nó nhỏ nhỏ như thế này nè. Làm từ hoa sứ nè, nhang nè. Và một ít lá từ giống như là lá bẹ dừa á. Người ta sẽ khấn vái và cầu nguyện để mong một điều gì đó tốt lành trong cuộc sống. Và họ không chỉ là thờ các vị thần mà có cả Phật nữa, gọi là thờ đa thần. Ở đây có hoa sứ, hoa vạn thọ, lá dừa, một ít nếp, nhìn rất là nghiêm phong. Và bây giờ mình sẽ qua đây nha cô bác anh chị. Có một cái con cún con.
Ở đây có thằng voi, tượng của thằng voi cũng có hoa sứ ở đây. Rất là nhiều vị thần được thờ đây, mình sẽ không bao giờ biết hết đó là các vị thần gì. Ngoài ba vị thần mà Bùi Hồ biết được như là Shiva, thằng Rama và thằng Vishnu thôi, còn rất là nhiều vị thần khác nhau mà họ thờ như thế này. Có những cái vị thần mà mình nhìn có cảm giác như là rất là ghê sợ luôn. Nhưng mà mỗi văn hóa khác nhau, mỗi nước khác nhau thì có sự tín ngưỡng khác nhau. Như ở đây có thờ tượng Phật đây nữa nè. À, tượng Phật bằng gỗ. Qua nắng mưa gió thì cái tượng Phật ở đây thì bị bong tróc rồi. Và đây là cái lavabo rửa mặt. À, người ta vẫn sẽ để những cái lá hoa sứ ở đây. Và những cái hạt này là những cái sâu chuỗi của cái hạt gì á. Và bạn Phong với Nhân thì cũng đã xuống dưới nhận phòng ở dưới rồi. Giờ Bụi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị để cô bác quý anh chị có thể hiểu thêm ha. Một cái khách sạn mà nó cổ kính, điêu phong, thậm chí là có phần tâm linh như thế này mà đi một mình thì mọi người sẽ không bao giờ sẽ có cảm giác là lạnh người khi đặt chân đến đây. Ở đây nữa là một đây, ở đây cũng có một cái nơi để mà người dân họ dùng để cầu nguyện. Và đây cái cổng của cái khách sạn này nhìn cũng khá là độc đáo khi đầy đủ những cái hoa văn, những cái họa tiết để mà được trang trí lên ở cái cổng như thế này. À, giống như ngày xưa mà coi những cái bộ phim mà của Trung Quốc á, có những cái cổng mà của những cái quan huyện đồ á. À, cái cổng không nghĩ rằng thì đây là một cái cửa để mà vô một cái phòng của một cái khách sạn luôn á. Đây là cái phòng, cái diện tích cũng khá là lớn, gồm có một cái giường đôi, một cái giường đơn là 380.000 tiền Việt Nam. Mà đặc biệt ở trong cái khách sạn này á, chỉ có cây quạt trần như thế này thôi, không có hệ thống máy lạnh. Và những cái đèn nó nhìn hình quả bóng nhìn rất là đẹp. Ở đó thì lại làm bằng cái những cái giống như là những cái mebo vậy á. À, có một cái tủ để mà đựng đồ. Ở đây là khách sạn này cũng coi như là sang chảnh ngay tại thị trấn này rồi đúng không? Nó ở đây người ta họ bắt buộc là khi mà làm cái gì đó là phải thiết kế nó thân thiện với thiên nhiên. Đúng rồi. Cái cửa này là phải nói là cực kỳ lạ luôn nè. Cái cửa mà then cài như thế này á là hiện nay ở Việt Nam thì không còn thấy nhiều nữa. Không biết là một số nhà ở miền Bắc còn không ha. Nhưng mà cửa then cài giờ rất là hiếm luôn á. Trung Quốc đi xin xưa ha. Và mấy anh em sẽ lưu trú ở đây. Đó là toàn cảnh cái khu khách sạn mà tối nay Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ lưu trú ở đây, để chia sẻ những cái thước phim sắp tới rất là hay cho cô bác quý anh chị cùng biết và thưởng thức luôn. Và với một số cái thông tin ít ỏi như vậy, cũng mong cô bác quý anh chị sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau để khám phá về một trong những điều bí ẩn ngay tại đảo Bali, đất nước Indonesia, một trong những quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á ha.